Có bao giờ bạn cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống cứ lặp đi lặp lại chưa? Nhàm chán vì đơn hàng thì vẫn cứ ra như thế mà không thấy ai nhận xét hay phàn nàn điều gì. Thời gian gần đây thì mình cũng đang cảm thấy như thế, cho đến một ngày có khách ở Ninh Thuận báo mình cái Big Marvel bị một lỗi rất là lạ. Đang chạy bình thường tự nhiên tắt ngang. Điều bất ngờ hơn nữa là xưởng ở bên Trung đã chối bỏ trách nhiệm sau nhiều lần mình cố gắng liên lạc nhưng không thành. Cũng là do ngày ấy mình chủ quan, nói chuyện và hợp đồng bằng miệng chứ không có giấy tờ pháp lý gì. Thế là mình quyết định dốc hết 12 năm đèn sách ra nghiên cứu con máy này. Vì loại này đa số phần điện sẽ nằm ở sau nên việc mở ra cũng không mấy khó khăn. Quan trọng là các bạn phải nhớ được con ốc nằm ở đâu để tí lắp vào cho chính xác là được. Mở ra nghịch mà cứ nhớ lúc nhỏ mở mấy con xe điều khiển thì lúc nào lắp vào cũng bị dư mấy con ốc. Thế là bị ba đánh cho thừa sóng thiếu. Hôm rồi đang đi giao hàng thì mình thấy có một chiếc Phương Trang chạy qua với một câu slogan khá là hay: uy tín là danh dự. Suốt cả quãng đường mình suy nghĩ về vấn đề này rất là nhiều và khá thất vọng về xưởng bên Trung vì mình không phải là khách mới nhập hàng. Mình cũng là một khách hàng lớn của xưởng và đã được hưởng khá nhiều ưu đãi. Tuy nhiên đến khi có việc thì họ lại không chịu trách nhiệm. Thật ra mình cũng có kiến thức về điện tử cho nên chỉ cần liên hệ để họ gửi bộ mạch xử lý trung tâm là mình có thể sửa cho khách. Loay hoay một hồi thì phần điện bên trong cũng lộ ra rồi này. Chỗ này là vòi phát tia ion âm, một vòi thế này thì công suất chắc cũng nhỏ. Hàng xưởng của mình thì vòi phát là 1000W, đủ làm sạch một phòng 30 mét vuông rồi. Còn cái cục đen đen này có một con cảm biến ở dưới để đo nhiệt độ. Lòng này nhà sản xuất đã cài sẵn nhiệt độ cố định là 38,5 độ C, không thể chỉnh được. Còn cái dây màu đen này là cấp điện cho con máy so công suất 600W, khi nào đủ 38,5 độ C thì cảm biến sẽ ngắt không cấp nhiệt nữa. Kiểm tra một lúc thì mình tìm ra nguyên nhân làm cái lòng tắt đột ngột, có thể là đến từ cái quạt, cho nên mình thử cắt cái dây màu trắng là dây hồi tín hiệu tốc độ quạt. Và dùng đồng hồ điện đo thử thì thấy quạt hoạt động ổn định, không vấn đề gì. Xoay thì trục bi không bị rít, cũng không cọ ở đâu. Quạt này nhà sản xuất dùng là quạt ly tâm 24V, nó hoạt động kiểu hút gió bao gồm lông mèo, hơi nước và không khí vào cái lòng quạt chính giữa, rồi thổi gió ra xung quanh. Sau một hồi nghiên cứu, thôi mình quyết định đưa ra sư phụ cho đỡ bạc tóc. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Sư phụ mình, ổng chỉ hay nhận lắp đặt máy móc cho công ty nhà xưởng. Mấy việc lặt vặt này ổng không muốn làm đâu. Do bận rộn nên 39 mùa đu đủ mà vẫn chưa một lần ngủ với ai. Nghề của mình cũng là do ổng chỉ lại. Ngày đó lúc mới khởi nghiệp cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, cũng may gặp được nhiều người giúp đỡ, rồi khách gần xa cũng tin tưởng ủng hộ. Cho nên may mắn đồng hành được 4 năm cùng với các bạn đồng mail. Lòng này của chị khách mắc một lỗi không có trong danh sách hướng dẫn, khởi động lên hoạt động bình thường đột ngột tắt ngang. Ban đầu mình có liên hệ một chỗ trong Sài Gòn có nhận sửa, nhưng rồi thấy cũng không tin tưởng nên mình quyết định để khách chuyển về Đà Nẵng cho mình. Sau khi kiểm tra mình nghĩ do lỗi xử lý trung tâm nên nói với sư phụ tháo ra kiểm tra xem sao. Đây là sư phụ đang đo thử xem có linh kiện nào bị hỏng hay chập cháy gì không. Mày mò gần hết buổi chiều rồi mà vẫn chưa tìm ra lỗi các bạn. Đến cái đoạn này là mình hết biết ổng nghĩ cái gì trong đầu luôn rồi. Cứ thấy chọc chọc đo đo xong rồi lại đo đo chọc chọc. Sư phụ mình có cái tính đang làm tập trung là sẽ không nói chuyện với ai cho nên mình cũng không dám hỏi nhiều. Mạch chính kiểm tra kỹ không phát hiện ra vấn đề gì nên quyết định mở mạch phía trước ra xem thử thế nào. Do mình sợ lòng sấy hơi ẩm nhiều nên mấy phần mạch dễ gặp vấn đề nếu nhà sản xuất không kỹ. Rồi anh cũng đo tiếp một lần nữa thì khả năng là đã hư phần bút áp, như vậy là đã tìm ra chút manh mối. Nếu như đã tìm ra được nguyên nhân thì việc sửa cũng sẽ đơn giản thôi các bạn. Nói thật là mình cũng rất là vui vì bỏ cả ngày rồi mà không được gì thì buồn lắm. Thật ra mình cũng đã có phương án dự phòng, đó là cố gắng tìm mua nguyên một bộ mạch ở bên Trung để thay cho khách. Tuy nhiên là mình cũng không thích phương án này lắm vì mình không muốn khách phải đợi lâu. Còn một chút xíu nữa là sẽ xong. Đoạn này mình đang phụ anh kiểm tra lại các cái chi tiết, các cái giắc cắm thật kỹ để đảm bảo sẽ không có giắc nào bị lỏng. Lòng Big Marvel này có dung tích là 60 lít, nhiệt độ cố định 38,5 độ C. Cơ cấu hoạt động nhờ cái quạt to 24V chính giữa hút gió mang theo hơi ẩm và lông mèo vào, sau đó luồn xuống dưới chân thổi lên, có thể hẹn giờ và khử khuẩn ion âm, phù hợp với các gia đình có từ 3 đến 4 bé mèo. Lòng có ưu điểm là đẹp, nhẹ và dễ sử dụng, nhưng nhược điểm là giá thành vẫn còn cao so với các anh em đồng mèo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.